Thua ta bày, thua kiểu này ta bày kiểu khác. Gì đâu căng. Ra đây coi thằng mặt lèn, thằng phù thủy bá dơ. Cái cốt truyện của thằng phù thủy bá dơ này nghe nghe muốn đánh nó sợ luôn á. Ui ui ui, ai à, ao nào bích, hai thằng kia chưa chết mà tao chưa chết thôi, mình nhục nghe. Mày cho đánh lén rồi chọc chứa. Mày ai? Mày Thay hai. Úi. Ôi 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 ôi, thằng phù thủy chết rồi, nhưng mà mình còn thằng đệ. Ừ, sẽ chết tụi mày. Ây da nó sắp chết rồi. Chết cụ mày đi. Yes. Mất quá nhiều thời gian đánh với chú rồi. Đến lúc chú nằm nghỉ rồi. Cái này tôi không chơi nô đam nha. Ooh!